Thùy Dương cảm ơn quý vị đã trở về lại với chương trình Live Show cùng với Thùy Dương tuần này. Và thưa quý vị, là hiện tại thì nữ ca sĩ Y Phương và Thùy Dương đang ngồi tại Anaheim Parking District, tại thành phố Anaheim, ở quận Cam của chúng ta, cũng rất là gần với khu người Việt. Nhưng mà tuy nhiên ở đây có một cái nơi mà rất là xinh, rất là nhiều chỗ ăn uống mà quý vị có thể đến đây vào những ngày cuối tuần với gia đình và nhất là với các con em ở đây. Một cái nơi mà Thùy Dương rất là mê ở đây là một cái chỗ này. Họ bán kem, nhưng mà cái kem nó rất là lạ, mà một lát nữa phải mời chị Y Phương ăn thử cái kem ở đây mới được. Ngày hôm nay thì chúng ta vừa trò chuyện với Y Phương về chương trình Nhạc Thính Phòng. Thì chị Y Phương, lúc đấy chúng ta có nói về một số những cái thử thách hay là một số những cái khó khăn khi mà chị đảm trách chương trình Nhạc Thính Phòng. Nhưng mà em biết rằng là khi mà chương trình đó được quý khán thính giả theo dõi, thì tự nhiên lại theo em thấy rằng là cái Nhạc Thính Phòng đó tự nhiên lại được chú ý rất là nhiều, và nhất là đối với những quý khán thính giả của SBTN của chúng ta. Thì chị Phương có thể chia sẻ về những cái phản ứng của quý khán thính giả khi mà chị đi show ở khắp nơi về cái chương trình Nhạc Thính Phòng? Thật sự ra khi mà có cái chương trình Nhạc Thính Phòng đó em, thì thư khán giả khắp mọi nơi, kể cả Việt Nam luôn, trong nước luôn, cũng email rất là nhiều. Úc, Na Uy, Thụy Sĩ, rất là nhiều em, Hà Lan, chị không ngờ, anh Hồ cũng không ngờ, và anh Nguyên Khang cũng không ngờ là khán giả nghe Nhạc Thính Phòng rất là nhiều và khắp mọi nơi trên thế giới. Mặc dù là em biết là SBTN đâu có ở những cái nơi đó để họ xem, họ chỉ xem qua chương trình, họ xem qua chương trình là từ YouTube thôi, nhưng mà họ rất là mê, và họ email về, họ có yêu cầu, họ có góp ý, rồi họ có khen. Nói chung là chị thấy cái chương trình này nó rất là giá trị, vì cũng như em biết là chị nói là cái dòng nhạc này là cái dòng nhạc mà nó đã quá xưa, nó không những sâu sắc, nó không những ý nghĩa, mà nó là một cái kho tàng nền âm nhạc Việt Nam rồi. Còn những cái dòng nhạc sau này đó, chị không nghĩ mỗi một cái thời á, mỗi một cái thế hệ, mỗi một cái thời thì nó có những cái dòng nhạc hay riêng. Nhưng mà đối với chị, cái dòng nhạc sau này đó, càng về lúc càng về sau này, thì thật sự ra cái lời nó không có sâu sắc bằng cái dòng nhạc xưa. Cho nên là cái dòng nhạc Thính Phòng, cái chương trình dòng nhạc Thính Phòng của chị với anh Trúc Hồ và anh Nguyên Khang là một cái món ăn tinh thần để mà góp phần đến cho tất cả quý vị sau những cái giờ phút mà quý vị quá mệt mỏi, sau những cái giây phút mà quý vị thăng trầm với đời sống. Thì Y Phương mong rằng là cái chương trình Nhạc Thính Phòng sẽ là một cái món ăn tinh thần đến với quý vị để quý vị giảm bớt những cái mệt nhọc đó. Và thưa quý vị, là quá là hay cái chương trình Nhạc Thính Phòng của Y Phương với Nguyên Khang, mà vào tháng 2 2015 này, là có một vài tuần nữa thôi, là một số các anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Asia sẽ bay sang Na Uy, là một nơi mà có rất là nhiều fans của Y Phương, thưa quý vị, và fans của Nhạc Thính Phòng. Trung tâm Asia sẽ có một chương trình thâu hình trực tiếp tại The Opera House, The Norwegian Opera House, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chủ đề Nhạc Thính Phòng, những tình khúc sau năm 1975, những tình khúc hay nhất. Chị nghĩ sao về cái chuyến đi sắp tới của chúng ta? Nghĩ sao hả? Chị chỉ biết là đếm từng ngày nôn nao, mặc dù mỗi ngày đều có những cái công việc bận rộn khác nhau để mà mình làm. Nhưng mà mỗi ngày thì chị đều mong đợi, mong đợi, mong đợi. Mà tính ra thì thời gian nó rất là mau em, nó chỉ còn có vài tuần nữa thôi. Và mong đợi nhất là không những đem tiếng hát của mình hát, mong đợi nhất là được gặp khán thính giả của chị bên đó. Cho nên là cũng hồi hộp mà cũng mong đợi. Cái cảm giác này nó pha trộn đủ mọi cái feeling của mình hết á. Chỉ mong là tất cả các quý vị khán thính giả yêu mến Trung tâm Asia, yêu mến chương trình Dòng Nhạc Thính Phòng, và yêu mến những ca khúc mà thời trước 75 cũng như sau 75, thì mời quý vị hãy đến ủng hộ cho chương trình ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015 sắp tới đây. Ok chị Phương, lúc đấy trước khi mà chúng ta rời màn hình thì chúng ta có nói một chút về phải bật mí một số những cái điều về cuộc sống sau sân khấu của Y Phương, là bởi vì như là Thùy Dương mới chia sẻ với quý vị, chị Y Phương cũng có một cái gì mà nó rất là mysterious, sexy mysterious. Thì bây giờ có một cái chi tiết gì về chị Y Phương mà chị có thể chia sẻ không? Em nghe nói là chị có hai đứa con năm nay 3 tuổi, đúng không? 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi rồi.
3 tuổi, 3 tuổi rưỡi. Em ơi, thường thường người ta bảo rằng là bí mật thì đâu có thể nào bật mí, đúng không nè? Không phải như em nghĩ là chị có một cái gì đó nó huyền bí đâu, nhưng mà đôi khi trong đời sống đó thì mỗi người có những cái cách quan niệm sống riêng. Có nhiều người họ thích cởi mở hơn, thì chắc có lẽ chị thì từ bé là được gọi là bà cụ non rồi, cho nên là cái gì nó cũng giống như em nói đó, bí mật thì không thể bật mí. Nhưng mà ngày hôm nay thì đương nhiên là chị cũng chia sẻ với em chút ít, là chị có 2 đứa con, đúng năm nay cũng được 3 tuổi 3 tuổi mấy. Thì thưa quý vị, đó là hai đứa con rùa của Y Phương. Chị nhớ lần trước là chị với em có một lần hai chị em mình cùng lên một cái chương trình, chị có chia sẻ với em cũng như khán giả là chị không có nuôi chó được, mà chị rất là mê, nhưng mà không có nuôi chó được thì thôi mình nuôi rùa vậy. Thì hai con rùa của Y Phương năm nay cũng được 3 tuổi mấy rồi quý vị, và nó rất là to. Mà khi nó càng to đó thì cái màu của nó càng đổi, nó càng đẹp, mà nó lại rất là thông minh, rất là khôn. Vì mỗi lần mà chị thả đồ ăn xuống đó, là nó hay ăn rau xà lách thôi. Thì mỗi lần chị thả đồ ăn xuống là chị gọi nó tới là nó tự động nó tới. Rồi chị làm những cái mái nhà đó, thì trời mà mưa thì nó biết nó chui vô, rồi trời nắng thì nó hay chạy ra để nó phơi nắng. Thành ra là nó rất là dễ thương, và nó là niềm vui nhất của chị mỗi khi về nhà. Em thưa quý vị cũng không biết nói sao. Nuôi chó, nuôi mèo thì em nghe rồi, nhưng mà và nuôi thỏ thì nghe rồi, nhưng mà nuôi rùa thì cũng hiếm. Mà từ đâu mà chị có cái cơ duyên để mà nuôi 2 con rùa của chị? Thật sự ra đó, ngày xưa mỗi lần mà chị nghe nói về rùa thì chị cũng hơi cũng giống như em, cũng hơi thắc mắc, cũng hơi, tại vì mình không có nghĩ là mình sẽ một ngày mà mình sẽ ôm rùa vào nhà mình nuôi. Tại vì thường thường nuôi chó thì em ôm được, đúng không? Cái lông nó mềm, nó soft. Nuôi mèo cũng vậy, đúng không? Nuôi thỏ cũng vậy. Con rùa nó cứng như cục đá vậy đó em ơi, đúng không nè? Mình đâu có ôm nó được. Nhưng thật sự ra con rùa nó rất là dễ thương. Nó rất là dễ thương thôi quý vị. Và một điều mà Y Phương thích nữa là con rùa đó, mình nuôi rùa nó dễ take care hơn là chó với mèo. Cho nên là không nuôi mèo, không nuôi chó được thì thôi ôm rùa cho nó đỡ. Mặc dù là vuốt mèo, vuốt chó thì nó mềm, nó soft, nó đã tay. Thì thôi bây giờ không có mèo, không có chó thì vuốt rùa, mặc dù nó cứng nhưng mà mình thương nó thì mình cũng cảm thấy nó mềm thôi. Ok. Và em biết là hiện tại thì bên cạnh, thưa quý vị, là trong những ngày lễ, ngày Tết đó, thì tất nhiên là các nghệ sĩ rất là bận rộn. Tuy rằng là đối với Y Phương thì bên cạnh những cái bận rộn đó lại còn chị đang có gia đình, đang thăm chị tại Cali nữa. Có thể chia sẻ một chút về cái điều này? Cảm ơn em. Chị với lại bố mẹ chị thì ở Boston, còn chị thì ở Cali. Thì tính đến nay là chắc cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi á, chắc cũng cỡ là 10 năm hơn. Chị chưa có bao giờ được một cái Tết nào mà gần bố mẹ chị hết. Thì đây là năm đầu tiên sau những năm mà bận rộn với nghề nghiệp và ca hát của chị. Thì đây là năm đầu tiên mà bố mẹ chị qua đây để mà cùng với chị vui Tết Việt Nam. Thì bố mẹ chị qua, cho đến qua Tết Việt Nam mới về. Chỉ có một điều, cho nên bây giờ chị quý cái thời gian lắm. Tại vì cứ cuối tuần là đi rồi, ngày thường thì cứ bận rộn với công việc như vậy. Thì cho nên là mỗi một giờ, mỗi một phút mà chị được ở gần bố mẹ chị là chị rất là quý. Tại vì thật sự nói ở gần chứ cũng đâu có gần được bao nhiêu đâu. Vì cuối tuần là mình cứ lại đi. Cho nên đây là những giây phút mà Y Phương cảm thấy hạnh phúc nhất và coi như là quý nhất. Và cứ cố gắng là gần mẹ, bố mẹ được bao nhiêu thì là không có rời đâu, không có rời đi. Và Thủy Dương xin bật mí là hình như là Y Phương trông giống mẹ. Chị cũng không biết là chị giống mẹ hay giống bố. Có người thì bảo giống bố, có người thì bảo giống mẹ. Hôm nọ là em đã gặp được bố mẹ chị rồi. Thì với em thì em thấy chị giống mẹ. Em thấy chị giống mẹ. Nhiều người thì nói chị giống bố, cho nên chị thì thương cả bố, thương cả mẹ đều nhau. Cho nên có giống bố, giống mẹ thì đều vẫn là hạnh phúc. Chắc là chị Y Phương phải email cho em một tấm hình để mình chia sẻ với quý vị, để xem là quý vị sẽ là người mà là ban giám khảo là giống mẹ hay là giống bố. Sure, sẽ có một ngày chị sẽ đưa cho em, gửi cho em một cái hình của chị. Và rồi
beside đó là mẹ và bố để xem coi là chị giống ai. cho khán thính giả chấm điểm xem là chị giống ai. Thưa vâng, chị Phương ạ, chúng ta cũng không có nhiều giờ nữa thì em xin hỏi chị là trong những thời gian sắp tới chị có những cái project gì mà chị sẽ mang đến với quý khán thính giả không? Thật sự ra chị project của chị đã đang sắp hàng, chị rất là nhiều project nhưng mà thời gian chưa có cho phép chị bây giờ, thành ra chắc có lẽ là để qua Tết chị lắng dịu xuống bớt những cái công việc của chị thì chị sẽ tiếp tục làm những cái project của chị, và sau khi đó thì chị sẽ bật mí cho quý khán giả cũng như là Thùy Dương biết, cho nên bây giờ là còn bí mật. Vâng, Thùy Dương cảm ơn ngày hôm nay. Thùy Dương rất là cảm ơn chị Y Phương đã dành một chút thời gian, tuy rằng là chị rất là bận với gia đình, với công việc làm, nhưng mà đã dành chút thời gian để đến đây cùng với em cũng như là quý khán thính giả. Trước khi mà rời màn hình thì có thể là xin mời chị có một lời chào đến quý khán thính giả khắp nơi. Chắc chắn là trước khi rời màn hình thì phải chào quý khán giả khắp mọi nơi rồi. Nhưng mà em ơi, cho chị thêm một tí nữa nè. Em có cảm thấy là hôm nay chị với em nói chuyện xong mà chị feel nó giống như là chị cứ phải nói ao ao ao. Chắc có tại vì không khí ở đây nè em. Cái không khí ở đây nó, quý vị, nó quá nhộn nhịp đi mà nó quá là làm cho mình bị chị có cảm, không phải, chị có cảm giác chị bị hyper. Giống như đúng không? Cái không khí ở đây nó lạ lắm quý vị. Quý vị tới quý vị thấy nó vui lắm, nó nhộn nhịp lắm. Nó làm cho mình chị không biết hyper là sao đó, nhưng mà mình cứ cứ bị chạy nhanh, thành ra là chị cứ cảm thấy là chị nói chuyện với em ấy giống như là dược xe lửa dược vậy đó. Anyway, chị rất là cảm ơn Thùy Dương cho chị cái cơ hội ngày hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau và chia sẻ với nhau. Y Phương xin gửi một lời cảm ơn rất chân thành đến tất cả quý vị của đài SPTN và cũng như tất cả quý vị khắp mọi nơi đang xem chương trình Lifestyle của Thùy Dương. Y Phương mong rằng là quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ cho chương trình của Trung tâm Asia, chương trình của đài SPTN, chương trình đặc biệt Lifestyle Thùy Dương và Nhạc Thính Phòng. Đặc biệt là Y Phương xin gửi đến tất cả các quý khán giả mà hiện đang ở xa, đặc biệt là Na Uy, đúng không nè? Xin hẹn gặp quý vị ở Na Uy. Thank you. Thùy Dương cảm ơn chị Y Phương rất là nhiều và xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lifestyle cùng với Y Phương và Thùy Dương tuần này tại Anaheim Parking District. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Chúng ta sẽ đi Na Uy chung với nhau và Lifestyle sẽ đi đến Na Uy cùng với tất cả quý khán giả. Thùy Dương xin chúc quý vị một ngày thật là đẹp. Bye.